Tiếp tiếp đẹp, đẹp lắm đẹp lắm. Tuyệt vời, xuất sắc đẹp quá. Thôi coi hình đi. Nè. Trời đất ơi, gì mà đẹp, gì mà mờ cong, gì mà tùm lum, điện thoại gì mà cùng cùng được. Thì mới bể hôm qua mà không có tiền điện thoại mới đi. Không có tiền mua điện thoại mới lắm. Không có tiền mua điện thoại mới thì mua điện thoại như mới. Như mới là nó cũng là nó như mới. Là ví dụ là còn cái độ mà hư hỏng của nó là không có cao. Còn cái giống mới là 99%. Rẻ vô một ngày hai ngày chán tôi bán lại. Rẻ. Để em bảo bao rẻ luôn. Vậy đi không? Đi. Hello, xin chào mọi người, tụi mình đã gặp lại nhau ở một số mới của Minh Tuấn Mobile rồi nè. Năm mới Tết đến đó, thì các iFi đã sắm sửa chuẩn bị gì cho mình chưa? Năm mới là phải đổi mới, phải chơi đồ mới, thiết bị mới, mới, cái gì cũng phải mới hết. Nhưng mà khoan đã, muốn chơi lớn nhưng mà túi tiền lại bé thì làm sao đây ta? Dễ thôi, một chiếc điện thoại như mới sẽ đáp ứng đủ điều kiện của bạn. Ok, cùng Tâm tìm hiểu 3 mẫu iPhone Line Deal giá tốt nhất ngày Tết 2021 này nhé. Đầu tiên chính là chiếc XS huyền thoại, máy vẫn giữ nguyên vẹn ngoại hình và các khả năng chống nước kháng khuẩn vẫn còn rất siêu tốt. Hiện nay Minh Tuấn Mobile đang có 3 mẫu XS Line New với đầy đủ các mức giá và dung lượng khác nhau. Cùng mình xem cụ thể là như thế nào nhé. iPhone XS Line New 64GB đang được giảm 8% từ 11.950.000 đồng nay chỉ còn 10.950.000 đồng mà thôi. iPhone XS 256GB Line New đang được giảm 7% từ 13.450.000 đồng chỉ còn 12.450.000 đồng mà thôi. iPhone XS 512GB Line New đang được giảm 7% từ 15.150.000 đồng, còn 14.150.000 đồng thôi đấy nha. Đặc biệt Minh Tuấn Mobile còn tặng gói bảo hành VIP 1 đổi 1 trong 6 tháng, lỗi là đổi ngay máy tương đương không sửa chữa, bảo hành bao gồm cả nguồn và màn hình. Ngoài ra tặng kèm thêm miễn phí dán kính cường lực cao cấp mặt trước và chống trầy mặt sau, ốp lưng silicon thời trang, giảm giá từ 5 đến 30% khi mua phụ kiện. Tiếp theo là chiếc XS Max được nâng cấp từ XS, cùng xem ở Minh Tuấn Mobile chiếc điện thoại này đang được có những ưu đãi gì nhé. iPhone XS Max 64GB Line New đang được giảm 10% từ 14.550.000 đồng, nay chỉ còn 13.150.000 đồng. iPhone XS Max 256GB Line New đang được giảm 14% từ 15.750.000 đồng, chỉ còn 14.550.000 đồng. iPhone XS Max 512GB Line New đang được giảm 6% từ 16.550.000 đồng, còn 15.550.000 đồng mà thôi. Máy Line New mới 99% ở Minh Tuấn Mobile là hàng chính hãng Apple. Khi mua sản phẩm mà sẽ được bao test 7 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất đó nha. Chiếc máy cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là M11 Pro. Đây là một phiên bản nâng cấp hơn nữa, nhiều tính năng mới hơn với diện mạo hoàn toàn mới. Cùng Tâm xem chiếc điện thoại này đang có những ưu đãi gì nhé. iPhone 11 Pro 64GB Line New đang được giảm 7% từ 17.650.000 đồng, nay chỉ còn 16.750.000 đồng mà thôi. iPhone 11 Pro 256GB Line New đang được giảm 11% từ 20.700.000 đồng, còn 18.550.000 đồng. iPhone 11 Pro 512GB Line New đang được giảm 5% từ 20.950.000 đồng, nay chỉ còn 19.950.000 đồng. Đặc biệt khi mua sản phẩm ở Minh Tuấn Mobile, bạn sẽ được hỗ trợ cài đặt ứng dụng vào phần mềm trọn đời máy, trả góp 0% qua thẻ tín dụng, trả góp qua các công ty tài chính, đặt hàng online và thanh toán tại nhà, thời gian giao hàng nhanh chóng. Khuyến mãi như vậy đã đủ chạm đến trái tim của các bạn chưa? Các bạn ưng mẫu nào hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Nhưng mà trước khi đi á thì đừng quên like, share và nhấn đăng ký kênh Minh Tuấn Mobile để đón chờ những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt. Bye bye.